Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Phán TV. Quý vị đừng quên bấm subscribe, bấm vào biểu tượng hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ là chi tiết chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời gian qua đã xảy ra không ít những vụ án nghiêm trọng do mâu thuẫn tình ái, bị che nghèo, đối tượng đã ra tay tước đoạt mạng sống bạn gái. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trần Hoài Phương, 20 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bị bắt vì phạm tội giết người. Phương là đối tượng gây ra cái chết cho bạn gái là Vũ Cẩm Tiên, sinh năm 1998, ngụ huyện Long Điền, tại nhà nghỉ HA, thành phố Bà Rịa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 11, Trần Hoài Phương đến công an phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa để tự thú về hành vi giết bạn gái rồi giấu xác. Công an phường đã kiểm tra và thấy tại phòng số 3 nhà nghỉ Hà Anh có một tử thi là nữ giới dưới gầm giường. Cơ quan cảnh sát điều tra PC45, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Công an thành phố Bà Rịa và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Theo lời khai của Phương, khoảng 13 giờ ngày 7 tháng 11, Phương đến thuê nhà nghỉ Hà Anh cùng bạn gái. Cả hai vào phòng nói chuyện với nhau được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn. Chị Tiên tát vào mặt Phương và chê nhà Phương nghèo. Bực tức vì bị bạn gái chê nhà nghèo, Phương bóp cổ chị Tiên cho đến khi thấy bạn gái không còn cử động mới thôi. Biết bạn gái đã tử vong, Phương ôm xác xuống và giấu thi thể chị Tiên vào gầm giường. Phương lấy xe máy chạy về nhà kể với gia đình sự việc. Sau đó, gia đình đã thuyết phục Phương đến cơ quan công an đầu thú. Theo lời kể, Phương mới quen bạn gái được khoảng một năm, cả hai từng chia tay nhưng Phương vẫn cố níu kéo. Hay ở một vụ án khác, mới đây khoảng 13 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2023, đối tượng Phan Quốc Tuấn, 33 tuổi và chị An Thùy, 20 tuổi, chú cùng tại phường Khánh Xuân đến thuê một nhà nghỉ trên địa bàn. Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, Tuấn lấy xe máy và rời khỏi nhà nghỉ. 11 giờ 30 phút ngày hôm sau, quản lý nhà nghỉ mở cửa phòng, phát hiện chị Thùy đã tử vong trong tư thế nằm sấp. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường tử thi để làm rõ vụ việc. Theo Thượng tá Phan Thanh Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng nhanh chóng xác định đây là vụ án mạng. Thượng tá Cường cho biết, những dấu vết để lại hiện trường vụ án rất ít, camera tại nhà nghỉ thu được cũng không nhận dạng rõ mặt đối tượng nên công tác truy xét gặp rất nhiều khó khăn. Xác định đây là một vụ án mạng với rất ít dấu vết để lại, phía công an Đắk Lắk đã huy động hơn 60 cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự và công an thành phố Buôn Ma Thuột chia làm nhiều tổ truy bắt hung thủ. Rất nhanh chóng, phía công an xác định nam thanh niên đi cùng nạn nhân vào nhà nghỉ chính là Phan Quốc Tuấn, 33 tuổi, trú cùng phường Khánh Xuân. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Tuấn không ở nhà và mọi thông tin liên lạc liên quan đến Tuấn đều bị cắt đứt. Khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 1, sau 20 giờ xảy ra vụ án, công an đã vây giáp và bắt giữ Tuấn khi đối tượng này đang lẩn trốn trong một khu dãy vắng trên địa bàn phường Khánh Xuân. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận bản thân có tình cảm yêu đương với chị Thùy khoảng 3 năm nay. Đến ngày 2 tháng 1, sau khi dẫn chị Thùy vào nhà nghỉ thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Tuấn đã dùng dây sạc điện thoại xích cổ bạn gái đến chết, lục lấy hơn 300.000 đồng rồi nhanh chóng điều khiển xe máy của chị Thùy rời khỏi nhà nghỉ. Sau khi rời nhà nghỉ, Tuấn mua một tép ma túy để dùng. Sau đó, Tuấn điều khiển chiếc xe máy của chị Thùy đến gửi ở bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên rồi đón taxi về lẩn trốn tại các khu dãy vắng trên địa bàn phường Khánh Xuân. Tuấn từng có một tiền án 3 năm tù giam về tội cướp giật tài sản. Kết quả test nhanh sau khi bị bắt cho thấy Tuấn dương tính với ma túy. Các vụ án mạng mâu thuẫn tình ái diễn ra khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng xót xa. Vì yêu, vì nhân danh tình yêu mà bất chấp tước đoạt đi mạng sống của người mình từng yêu. Điển hình như vụ việc gọi người tình đến sát hại chồng gây chấn động mà chúng tôi chuyển đến quý vị dưới đây. Buổi sáng sớm ngày 15 tháng 7 năm 2018, con trai của Nguyễn Thị Doan ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, khi thức dậy đi vệ sinh, bỗng ú ớ không nói thành lời khi phát hiện bố là Trần Văn Hê nằm bất động trên sàn nhà vệ sinh. Doan chạy ra mếu máo rồi bình tĩnh yêu cầu hai con trai không được khóc ầm ĩ. Cô ta sau đó chỉ thông báo cho một số người thân hai bên nội ngoại rằng chồng bị trúng gió qua đời. Doan vội làm thủ tục để tổ chức đám tang cho chồng. Tuy nhiên khi thay quần áo cho anh Hê, gia đình phát hiện thi thể có nhiều vết thâm tím. Trong lúc này, Doan kêu khóc, giúp nhanh chóng khâm liệm cho chồng để kịp giờ. Đến 16 giờ, người thân cho rằng anh Hê bị sát hại, chết oan uổng nên trình báo công an xã Vũ Xá. Nhà chức trách đã lật nắp quan tài, khám nghiệm tử thi.
kết quả cho thấy nạn nhân không phải chết do bị cảm mà bị vỡ sụn giáp và dập vỡ. Xung huyết động mạch cảnh hai bên, nghi phạm nhanh chóng được làm rõ là vợ nạn nhân và gã tình nhân trẻ hơn 6 tuổi Vũ Sĩ Mạnh, 34 tuổi, ở xã Hồng Quang, Ân Thi. Theo kết quả điều tra của công an tỉnh, chỉ vì muốn sống chung với nhau, Doan và người tình đã âm mưu sát hại chồng. Ba lần Doan trực tiếp cầm thuốc chuột, thuốc diệt cỏ, có ý định đầu độc chồng nhưng chưa thực hiện được. Tuy nhiên, ý định sát hại chồng chưa nguôi. Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2014, Doan mua một con vịt về để chiêu đãi chồng con. Khi chồng đã ngà ngà say, Doan pha cốc bột sắn kèm thuốc ngủ cho anh này uống, rồi gọi người tình mang gậy đến. Nửa đêm, anh Hê đang say ngủ, Doan lay dậy bảo vào nhà vệ sinh rồi sẽ quan hệ vợ chồng. Dù đang mơ màng nhưng anh Hê vẫn chập choạng ra ngoài sân. Lúc này nhân tình của vợ đã nấp sẵn ở chân cầu thang lao ra, dùng gậy đập từ phía sau. Nghe tiếng chồng gọi, Doan không vào cứu mà tiếp tục ra tín hiệu cho Mạnh đánh. Ngày bị bắt, Doan mặc bộ quần áo màu đen. Đó là bộ quần áo trong đám tang của chồng mình. Và khi chị ta lăn lóc giả bộ khóc chồng bị trúng gió chết thì bị lực lượng công an bắt giữ, đưa về trụ sở với tội danh giết người. Quả thực khi đó, không ai tránh được sự căm phẫn với người đàn bà vừa khóc lóc ai oán về cái chết của chồng mình, lại quay ngay sang kể lể về việc bị bố mẹ gả chồng quá sớm, không có tình yêu. Thời gian gần đây, chồng lại hay chửi mắng. Nhiều lần chị ta khóc ngụy biện rằng do lấy chồng từ năm 17 tuổi, nhà nghèo, bị mẹ ép gả khi không biết thế nào là tình yêu. Từ khi chồng bị tai nạn giao thông, tính tình thay đổi hay cáu gắt hay vô cớ đánh đập Doan. Doan một mực cho rằng, anh ý còn dọa tôi nếu bắt được quả tang chuyện của tôi với Mạnh thì sẽ giết tôi. Trong khi đó Mạnh rất yêu thương và dịu dàng, đó là thứ tình yêu mà chị ta chưa bao giờ có được, cảm thấy được, thỏa mãn khao khát đàn bà. Tuy nhiên khi tiếp xúc với Mạnh, anh ta kiệm lời hơn, thừa nhận tình yêu với Doan, cúi mặt kể về tội ác một cách thành khẩn. Sau này ở trong trại tạm giam, do không chịu nổi bởi ám ảnh, Mạnh đã tự sát. Nhiều năm trước, cũng vào một buổi chiều nắng gắt, có mặt ở phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hưng Yên để tiếp xúc với đối tượng Nguyễn Thị Doan, sinh năm 1976, kẻ đã cùng tình nhân sát hại chồng. Gặp người đàn bà này, tìm hiểu về cuộc sống và suy nghĩ của chị ta hiện tại, khi cả chồng và người tình trẻ đã không còn trên cõi đời này nữa. Cứ nghĩ rằng Doan sẽ suy sụp lắm, bởi bây giờ chị ta đang phải hứng chịu chuỗi ngày dài gặm nhấm nỗi ân hận vì giết chồng và nỗi cô đơn khi người tình trẻ không còn. Tất nhiên, nếu Mạnh còn sống, họ cũng sẽ ở hai trại giam khác nhau. Nhưng dù sao, còn cảm nhận được sự sống của nhau trong cuộc đời này, chứ không phải âm dương cách biệt. Doan đẫy đà hơn, có vẻ ổn hơn. Doan bảo hiện đang học nghề may trong trại giam và tâm lý ổn định, yên tâm cải tạo. Câu chuyện giữa tôi và Doan diễn ra khá lâu, xoay quanh cuộc sống hiện tại và tương lai của Doan. Qua lời chia sẻ, người ta có cảm giác Doan vẫn tìm mọi cách để biện minh tốt nhất cho mình. Doan bảo thỉnh thoảng vẫn mơ thấy chồng về, anh Hệ bảo, anh thương em ngu lắm. Doan cũng mơ cả người tình về, nhưng Mạnh lại nói rằng, anh xin lỗi em, tất cả là do anh. Dường như trong câu chuyện của Doan, chị ta vẫn muốn nhiều phần đúng thuộc về mình. Doan vẫn chối rằng mình chỉ ngu nghe theo thôi, còn mọi việc đều do Mạnh gây ra. Nhưng thôi, không muốn đào sâu vào những bi kịch người đàn bà này đang phải gánh chịu, bởi hành vi phạm tội của Doan thế nào, tòa án đã kết luận tội bằng bản án chung thân. Có thể Doan đang gồng lên, đang cố vớt vát lại một chút gì tốt đẹp cho mình để mong một sự tha thứ từ mọi người, đặc biệt là từ những người trong gia đình mình. Còn nhớ ngày xảy ra vụ án, chị ta phải hứng chịu sự căm phẫn của dư luận và của chính người trong gia đình mình. Mẹ đẻ của Doan khi lên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hưng Yên gặp con gái đã ôm mặt khóc kêu trời. Bà bảo rằng không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà con gái bà lại gây ra tội ác tày trời đến thế. Bây giờ làm sao bà dám ngẩng mặt lên nhìn bà con xóm làng, nhìn những người bên nhà con rể. Hai đứa con trai lớn của vợ chồng Doan, một đứa 20 tuổi, một đứa 17 tuổi, đã quá đủ tuổi để hiểu biết về những gì đang diễn ra. Chúng đã từng rất yêu thương mẹ, bởi hiểu sự vất vả của Doan khi lao động phụ hồ, nuôi dưỡng chúng lên người. Trước những hành động thật độc ác và điên rồ của Loan, vì thứ tình yêu bất chính mà cấu kết với người tình, sát hại bố của chúng, thì những đứa con ấy không thể chịu đựng nổi.
chính chúng đã cùng gia đình bên nội ra công an xã trình báo vụ việc, dù mẹ chúng cấm cản rằng nếu ra báo thì bằng rút dao đâm mẹ. Khi Doan nhận một mình gây ra tội để che giấu cho người tình, khi được đưa lên cơ quan công an để khuyên bảo mẹ, chúng đã không thể che giấu được sự phẫn uất, chúng xưng tôi với mẹ, điều mà không bao giờ những đứa con ấy từng làm. Khi hỏi Doan đã nhận được sự tha thứ của mọi người trong gia đình chưa, người đàn bà ấy vui hơn, tâm trạng lúc này có vẻ thành thực nhất kể rằng người chị gái chồng đã tha thứ, đã gọi điện hỏi thăm. Hai đứa con trai của Doan cũng đã tha thứ cho mẹ và theo bà ngoại đến thăm mẹ ở trại giam. Thôi thì tội lỗi nào cũng phải trả giá, mà Doan sẽ phải là người bị trả giá đau đớn nhất. Nhưng sự tha thứ của gia đình, của con cái sẽ là động lực to lớn để Doan cố gắng sống tiếp, sống tốt, để hy vọng ngày trở về với cuộc sống bên ngoài. Nếu cải tạo tốt và được khoan hồng của nhà nước, ra chạy sớm chị sẽ làm gì? Tôi không dám nói trước, nhưng chắc tôi sẽ nương nhờ cửa Phật. Doan nói khẽ khi quay lưng trở lại, nơi đang học may túi. Dù như thế nào, nếu có ngày đó, tôi nghĩ sẽ tốt cho Doan. Bởi khi ấy, cửa thiền sẽ giúp Doan gột bỏ mọi quá khứ tội lỗi, biết sống tốt, sống thiện cho những ngày còn lại của cuộc đời. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Quý vị đừng quên subscribe để xem những video mới nhất của Phá án TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.